Đấy, xác ứng. Sao ăn bánh gán? Ăn bánh gán nào chưa? 25. Ăn bưởi không? 25. Thôi, hai đứa tì thì với lại cô của con hai không dám giỡn. Vui thôi. Không, cứ thật tự nhiên nghe, không có gì đâu. Rồi. Cảm ơn anh, em cảm ơn hai chị nghe, chị okay. Hai, chị ba nghe. Cảm ơn mà đuổi chị về hả? Không có, cảm ơn chị bữa nay. Thôi, đuổi chị hoài. Chị ghé qua, cảm ơn các chị ghé qua ủng hộ, cái ghé qua review cho hai chị em của em. Nay mới em nghỉ ngày rồi em hiền đi qua. Hiền quá chứ, hiền thật sự là. Đó là hiểu được cảm giác của Tây Thi á, là từ cái tâm đi ra luôn á, chứ một phần là Tây Thi ăn chay nó là Tây Thi sẽ tịnh tâm hơn là bé ba. Thực sự bé ba cũng đôi ly rồi, bé ba cũng nóng lòng á, cũng bực bội gì thứ, nhưng mà Tây Thi thì không bao giờ là khuyết điểm. Không bao giờ là khuyết điểm nha. Tôi coi hai bán này không bao giờ là khuyết điểm, không biết khuyết điểm là cái gì nha. Thật sự á, ý là nên nói chị em cho chung với nhau thì chị mới hiểu được là cái nó xấu nhất đẹp đúng không, nhưng mà bé ba thấy là vẻ đẹp toàn diện luôn. Cảm ơn đó, mong sao em bán công khách để có hành hợp những ước mơ em sẽ được thực. Đó, kìa bán kìa. Chị cũng vậy nha. Đi qua đây, qua đây chị em nói chuyện chơi. Học máu á, ngon, em mới hiểu những tin em hả? Tìm vết nữa, nói chung là những sở mặt thêm lại nữa nha. Tại vì số đông người ta đã nói là chị ngon rồi, chị hiểu không? Còn một hai số em cũng hai qua mình thấy là thật sự ai nói là khi mà qua đây ác, thật sự ác thì á mà này nọ thì con cũng nghe rồi lắm đó, bé hai cũng vừa nghe tin là em ấy sẽ làm vùng ngực nữa rồi thì bé hai rất là vui. Chưa thấy được một em nào đó mà được thấy chết tấm được làm đẹp lên, bé hai rất là vui. Sao không? Bởi vì bé hai và ớ không người chủ giới cũng rất muốn chứng minh cho cộng đồng và sao biết là những người chủ giới cũng rất là em đang ăn hải tỳ quá, muốn ăn nữa mà ngon quá. Thôi giờ cho ăn chứ bán không ăn. Thôi em tặng em một hũ luôn. Thôi bây giờ bây giờ em ăn với giá bắp bà ăn này nữa rồi. Ngon mà ngon. Hồi nãy là của em hơn một của người thường. Chị nói giùm em đi, em ăn sao đúng không? Chị Loan chị bán á, chị hai chị bán là trung bình ai sao thì chị bán như vậy. Cái bà không có đâu. Tôi nói với bà là phải múc thêm. Múc đầy luôn. Đó là coi từ đầu nữa là múc đầy luôn á. Thà là một thao, chỉ múc thao vậy em ăn được. Em không bao giờ chị em ăn chén. Em ăn chén là giờ bạn tôi chị để con thao, bự vậy nè. Giống chị rồi, giống em, là giống chị. Em đó, ở nhà chị đâu múc thao. Đúng tô mà. Đó là ăn vậy chứ còn không ăn chén. Em nói đẹp là giống nhau mà. Em nói đẹp là chị em mà giống nhau. Em nói giống không? Giống cái khuôn mặt tròn tròn đúng không? Bà bả hai lửa, tôi chứ có lửa nào. Đâu em chị nào á? Bé Thanh Nhi hả? Bé Thanh Nhi trốn YouTube không có YouTube được. Bé ngại YouTube lắm mà ngon hết đó thì ngon. Ok hết không ạ? Nít ăn nít ngủ em nó xấu lắm đổi á. Chị cũng vậy mà, hoặc đây ảnh chứng kiến rồi nè, anh thấy rồi. Nít ăn nít ngủ xấu lắm không mà ngon. Dạ hết luôn. Chả có hộp không trả tiền, buồn chịu. Cảm ơn em. Thôi mắc nợ cái bao nữa, để qua kêu nướng xong rồi à. Sẽ ăn nữa chứ bắp nướng nữa. Được, em ăn được hết á. Bây giờ qua fan của em nè. Em FC nè. Em sao?
Thế giờ là sao? FC là fan ruột. Fan. À, fan. Chị ký không? Không xin ký hả? Chị ký không? Đây nè, hai tao cho hai mày lên sóng luôn. Bé ba qua đây là vì hai cháu yêu bé ba nha. Bé này thích ăn bắp, bé này thích ăn súp. Nên là hai cháu bé là cuối tuần thì mọi người có coi coi theo dõi Facebook bé ba hay Zalo bé ba thì bé ba dành thời gian mà nghỉ một là ngủ, hai dành cho gia đình. Nên là bé ba dành cho hai đứa cháu nhiều hơn, nên là nghỉ là dẫn hai đứa cháu đi ăn. Nên là vừa lòng hai đứa con chưa? Thôi qua ngồi chơi với nó buồn. Ủa Tuấn vô nấu cho em Tuấn. Qua ngồi chơi hả? Nè uống hết nước đi rồi con cho có sức ngồi chơi nữa. Dạ bộ không tin lời bả bắt nay rồi. Uống miếng nước đi có sức ngồi chơi. Nói như thế nào? Đi đi. Thì hả? Giờ cháu uống miếng nước mà bệnh có sức chơi, có sức nói. Nói đúng ra thật sự là lúc đầu bé hai cũng không dự định là bé hai sẽ đi. Bé ba đi. Bé ba đi thì không lẽ bé hai bé ba từ đó là đi chung không à. Đi đâu cũng vậy á, nên tại sao mà bé ba qua bé hai qua thì bé hai sẵn bé hai qua luôn. Thì cũng không uổng công, bắp em cũng ngon. Thật sự là bắp là ăn lần thứ hai. Đó, bắp ăn cũng rất là ngon. Tại vì lần đầu quá em. Qua anh Thuận đem qua cho chị là mấy tiếng đồng hồ rồi chị mới ăn sao như là gần khuya chị mới ăn á. Nó bị khô, nước tại nước rút vô bắp hết nó bị khô. Nhưng mà qua hôm nay thì ăn nó bắp nó mềm. Nói chung là chị cho em 9 điểm rưỡi thôi. Không, mình là mình cùng giới 9 điểm rưỡi đi. Cho bè 10 điểm đi, hiểu không? Cho bè 10 điểm đi, mình chị em mình 9 điểm rưỡi thôi được rồi. Mình làm cũng thua bè quà, hiểu không? 9 điểm rưỡi thôi. Ok, cứ phát triển lên. Và chị chúc cho em gái chị cố gắng hoàn thiện con người mình hơn. Gắng làm đẹp nhũ tư tư lên nha. Làm cái nào cô? Bằng tôi không? Mà là bằng bé ba. Là bằng mà chị Lon. Cái nào cô nói cô nói nó sai tao biết luôn đi. Này nói luôn đi, em chặt chị gớp luôn đó. Chặt không? Em chặt có gì đó sao chịu, em chặt chị luôn đó. Em chặt mà bù là em đó, thấy chưa? Đó, em chọn bữa nào? Bữa năm rồi hay là bữa năm rồi? Bé hiền mà bé hết văn á, bé hết văn lắm. Không sao nè, nói chung là nghe được tin đó em vui, chị rất là vui thật sự luôn á. Cố gắng lên, mà nói nghe nè, làm xong rồi gắng gìn giữ nha. Đừng có mê trai, trai giờ mình phải cho trai mê mình chứ đừng mê trai không. Lấy chồng giống chị này nói với ba có chồng hết trơn rồi. Dạ mọi người ơi, có anh nào á, hay là nhắn YouTube nào cảm thấy em tây thi của tôi dễ thương á, nhớ đăng ký trước nha. Chứ mà muốn làm chuyển giới xong rồi đừng có đăng ký vậy, lúc không có kịp đâu nha mọi người nha. Đang còi nè, dưới còi để đăng ký không? Có gì kệ có đăng ký không? Hồi chiều chị gửi LGBT đó, nhớ không? Chứ hồi chiều chị em đi chơi, chị gửi LGBT rồi đó, giờ thôi chơi tây thi đi đó. Mốt là em gái tôi nó có giá lại đó. Bây giờ là có giá rồi hai, không xếp hàng đi rồi để em nó lựa chọn lại. Dạ. Cố gắng là tự tin lựa chọn lại nha. Lựa chọn lại đi chứ này nọ đồ đó rất là dễ thương. Trước phát gái miền Tây, còn hai chị em mới thấy ba là gái Sài Gòn rồi. Dạ. Gái Sài Thành. Sài Thành rồi, đây cái gái miền Tây trước phát thật thà, nó thật sự thương lắm. Đúng thật luôn á nha mọi người. Không phải bé nói gì bé hiểu được là bây giờ bé có theo dõi những cô gái chuyển giới buôn bán giống mấy ba á. Mấy ba thấy thật sự mình hiểu được là cái thời của mình tới, thời mình không tới. Em nghĩ là 23 mấy chục thì nó cũng vậy đó chị. 23 ba mấy hay là 40 gì đó. 23 15. 23 15, 23 15 nha. Thì nó thật sự là nói về thông cảm, tại vì chị Hồng này là mua bán nhà đất cho vay 10 triệu. Nếu mà trai đẹp thì 10 triệu, lấy mình lại 1 triệu, 9 triệu cho thôi bậy, cho hết luôn, cho hết luôn hả? 1 triệu xu. Duy còi đâu, hồi tối là Duy còi sẽ bắt được dây đó 100 đó khỏi trả. Duy còi thật sự. Mọi người ơi, mọi người xem á, nhiều khi mọi người đang hào hứng quá, mọi người quên like đó nha, mọi người quên chia sẻ, mọi người nhớ chia sẻ nha mọi người nha. Đăng ký subscribe, đăng ký đi mọi người, chia sẻ đi. Like nữa, chia sẻ. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ đi mọi người, đăng ký. Chia sẻ giúp mấy đứa em nghe, mấy đứa em cảm ơn mấy anh chị nhiều, nghe mấy anh chị ruột. Thật sự là mấy anh chị ruột và luôn luôn cùng đồng hành và ủng hộ cho mấy chị em của em đồng cộng đồng LGBT nghe mấy anh chị ơi. Thật sự làm hước chúc cho mấy đứa em và chia sẻ chúc cho mấy đứa em, lại muốn hộ và giới thiệu hộ cho mấy đứa em nha mấy anh chị ơi. Thật sự là chị em chúng em sống là nhiệt tình thương của mọi người.
bán được ngày nào hết ngày đó rất là vui. Có nhiều hôm á bé hai cũng xem thấy là em đi thi cũng chậm, nhưng mà em ơi, tình hình chung tại vì tháng này á là mùa hè, hiện tại là các bạn là các anh chị đã đi du lịch nên là lượng khách mình sẽ ít hơn một chút, thì mình đừng có buồn, cố gắng lên đi, vui vẻ lên đi, là tất cả là mọi người sẽ yêu thương đúng không mọi người. Đừng có nên bỏ chúng em, tức thì hôm nay ăn ngán thì cách một ngày ăn một ngày. Đừng bỏ tụi em đồng nghiệp lắm nha, đúng không? Cảm gái của tôi thiệt luôn á. Hôm qua giờ là gặp năm thi ba lần, đây thi gặp một lần, thấy hai em nó miệng chứ phát hiện hậu té thương lắm thật sự luôn á. Mặc bộ bà ba nữa, rồi tôi đâu được nít nam mặc bộ đồ bà ba đâu, thiệt sự luôn, mặc đầm không mà thiệt luôn á. Thích gái miền Tây chức phát thật thà. Em cảm ơn hai chị đã đến đây. Đừng cảm ơn nữa, chị em mình không sao hết. Chị em mình là trong là nghe. Chị em mình biết là sao không? Tập đoàn thi. Dạ. Biết sao không? Của má mì sào daily đó. Dạ. Tại vì từ thi là chị tôi có sào daily đưa cho mình. Dạ. Thì chị em mình phải cảm ơn sào daily. Dạ. Đã sưu tầm tất cả các nàng thi về cho một tập đoàn nha mọi người, má mì sài đồng daily. Dạ. Tại vì ý cũng có giống không sào daily thì Tây thi, Mai thi, Nam thi, Phương thi, Cương thi. Chừng nào mới có tử thi mọi người. Quên cha có gian thi đúng rồi. Chừng nào tử thi nữa nha. Bữa nay hai chị đến đây em cảm ơn. Cảm ơn nữa. Cảm ơn hai cái lòng của chị đối với em nha. Thật sự là thôi có bữa nay có cái duyên, bữa nay hai chị mình gặp gỡ nè. Ba chị em mình. Ba chị em mình. Ba chị em mình. Ba chị em mình. Chị ăn chị xấu lắm. Bữa nay có cái duyên cái ba chị em mình gặp gỡ nè. Và em cảm nhận và thương mến hai chị rất là nhiều. Và em sẽ mong luôn cô chú anh chị gần xa đến ủng hộ cho mấy chị em cùng cộng đồng ICBT rất là nhiều. Em cảm ơn cô chú anh chị. Hết văn. Chị Hồng kìa, chị Hồng mời vô. Chị Hồng giúp đi. Dạ. Mà bây giờ chị hỏi nãy em đòi em trả lời chị câu trả lời đó. Dạ. Định cái nào, bữa năm rồi hay bữa năm rồi? Dạ em không biết, mấy chị tùy duyên. Không có tùy duyên được. Năm rồi nó ngon hơn. Dạ. Năm rồi nhiều khi nó giả mạo Trung Quốc, mấy China. Dạ. Năm rồi đi. Dạ. Nhỏ xinh xinh. Dạ. Sao này đẹp mấy ha. Nhỏ xinh xinh. Nhỏ xinh xinh thôi em. Hết vàng. Mà sợ đâu á. Trời ơi. Vậy là mỗi ngày mọi mấy ngày thường là mỗi ngày mấy anh quay là mấy anh chỉ quay là em đứng bán đúng không? Mình phải tương tác nhiều. Tương tác. Thật sợ luôn á. Đúng rồi, em hiền quá. Nhưng là em cũng hơi giống như là hơi nhét, đúng rồi đó. Vậy mốt tôi ra tôi bán cái gì luôn, trời tôi nói dữ lắm luôn á. Thôi bây giờ tôi bán cái gì đâu. Bán vàng đi. Mốt là chắc là thôi. Bây giờ đủ hết rồi, tử thi đi bán vàng. Được không? Tử là tử luôn, lấy gì bán cái bà nội. Trời đất ơi, kêu tử rồi sao bán được nữa. Ok nè, đi nè. Nói thật sự là bé hai, nói chung là bé hai xin chốt lại những câu nói của bé hai trong đây là hôm nay đủ duyên thì sẽ xăm thăm em Tây Thi rồi. Thì bé hai xin chúc cho hai chị em, chị Loan và em Tây Thi buôn mai bán đắt, lúc nào cũng đông khách, lúc nào cũng vẫn vui vẻ. Thì để cho em Tây Thi đó có một động lực để sau này được ước mơ thành một người con gái giống như bé hai, bé ba hoặc là những người chuyển giới khác. Và một câu cuối cùng là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tất cả mọi người, ủng hộ cho cộng đồng chuyển giới nha mọi người. Rồi chốt đi.